lần đầu đi ăn trộm và cái kết. Cái nhà này cũng to chắc bọn tiền à. Đúng là nhà giàu có khác. Mình nghe nói cây cầu này xây mấy tỷ á. Rồi sao không đi vòng qua đây? Xây chi cho mất mấy tỷ vậy? Sao hay ghê dẻo à. Cái nhà này cũng giàu chứ bộ à. Để xem thử coi. Cái cục gì mà hồng nắm cháu vậy? Con kia là đưa hết tiền bạc cho tao. Còn không đưa mày sẽ mất mạng. Nếu cậu có cái cây này tôi sẽ đưa hết tiền bạc cho cậu. Cái gì nói đi. Nó là cái cây à. Giả sách hào trang của. Xem lại vô yếu bình chí linh. Vô hân chí quen bình chí linh. Oh my god, chúng ta lại bất ngờ nữa rồi. Tự nhiên bạn heo biến mất tiêu rồi lòi ra hai miếng thịt. Ảo thật đấy. Ở dưới nhà này chả có cái gì ngoài bạn heo mới đập đá xong. Mình sẽ thử lên lầu để xem có cái gì ở chỗ nào. Cái gì đây? Không có gì đâu. Chắc không có gì trong gương này đâu mọi người. Nên mình quyết định mở nó ra nha. Ui mình giàu to rồi. Vậy là mình có tiền cho con ghẹ sinh tươi U50 của mình rồi. Ây da da, tiền đau bụng quá. Giọt lẹ. Ý là giàu to rồi mà đi ỉa chi vậy mất hết trơn rồi.